Trời, trời sáng rồi hả ta? Vậy là hôm nay lại tiếp tục phải thay đổi một đôi mắt mới rồi. Không biết đôi mắt ngày hôm nay của mình sẽ là đôi mắt gì đây ta? Wow, một đôi mắt màu vàng sao? Trời ơi, coi đôi mắt màu vàng này có bộ ngầu rồi nha. Ở giữa hai đôi mắt còn có hình cái đầu lâu nữa nè. Hey, mà không biết là cái đôi mắt màu vàng này nó sẽ giúp ích được cho mình cái gì ha? Đôi mắt màu vàng này sẽ giúp cho bạn có thể triệu hồi được quái vật sao? Nghe coi bộ ngầu đó nha. Đôi mắt màu vàng giúp cho mình có thể triệu hồi được quái vật. Thôi, nghe ngầu dữ vậy ta. Nhưng mà triệu hồi quái vật là sao ta? Đâu để mình thử coi. Hey, đôi mắt quái vật triệu hồi quái vật. Hey! Cái gì đây? Hất ghi sao? Trời. Đừng có nói là cái đôi mắt này của mình có thể triệu hồi ra được những cái con quái vật như là hất ghi nha. Cái gì mà ngầu dữ vậy ta? Ủa khoan từ, nó có cái con số gì đây? 50 đô hả? Ủa, 50 đô là sao ta? Từ từ để mình thử xem coi. Có cái dòng chữ gì hiện lên nè. Với đôi mắt này bạn sẽ có thể thuê được quái vật giúp cho bạn những công việc. Cái gì? Mình sẽ có thể thuê được quái vật sao? Vậy là mình hiểu rồi. Đôi mắt này sẽ có thể giúp cho mình có thể triệu hồi ra được những con quái vật này và mình có thể thuê bọn nó với cái giá tiền nào đó và mình có thể nhờ bọn nó giúp cho mình một cái công việc nào đó. Rồi mình hiểu rồi. Ví dụ như con Husky này là mình sẽ thuê nó với giá 50 đô nè. Đâu để mình thử triệu hồi con quái vật khác coi. Ok, triệu hồi quái vật khác. Quái vật bang bang. Trời ơi. Wow, lại tiếp tục là một con quái vật mới. Trời, con quái vật này có giá thuê của nó là 20 đô hả? Trời ơi, mình hiểu rồi. Đôi mắt này mình sẽ có thể triệu hồi ra tất cả những con quái vật nào mà mình muốn với cái giá tiền nào đó mà mình có thể thuê được nó. Ok, cái này hợp lý nè. Nhưng mà hiện tại mình chưa cần thuê, cho nên thôi, trước tiên là mình cần phải đi học trước cái đã. Mình lên trên trường để mình khoe cho mấy bạn của mình về cái đôi mắt này mới được. Hay quá trời hay nè. Ok, thôi đi học thôi. Ê, đi học thôi. Thôi, bây giờ mình bắt đầu vào trường thấy bạn ơi, đi thế nào? Let's go. Ủa, khoan từ. Ở phía trước hình như là mọi người kìa. Hey, hello mọi người. Hello mọi người. Sao đi chán vậy, sợ đâu. Ủa sao mọi người không vào trường học đi mà mọi người còn đứng ngoài đây nữa, có chừng trễ giờ nha. Vào làm sao mà được, bạn nhìn kìa, ở đâu ra tự nhiên có một đống xe chất ở đây chặn đường mục tiêu rồi, sao mình đi đây? Oh my god, cái gì vậy? Sao mà tự nhiên ai mà đậu xe ở trước cổng trường vô ý thức quá vậy trời? Xe màu đỏ này của Caron đúng không? Tào lao bạn, trời ơi, mình làm gì có tiền mà mua xe đâu. Ủa vậy hả? Vậy còn cái xe màu xanh này của ai đây? Của Sim đúng không? Cái gì vậy ông? Ủa là sao có xe được? Ủa vậy lúc cô, cái này là xe của ai mà để ở trước cổng trường vậy? Mọi người bây giờ mà không vô được lớp á mình sẽ bị phạt mất. Ha, bây giờ cũng sắp trễ giờ học rồi mà ai không hiểu sao vô ý thức quá để mấy cái xe ở trước cửa thế này rồi làm sao mà mình vô nó học được. Thôi bây giờ phải làm sao đây ta? Ha, quên mất, mình đang sở hữu cái đôi mắt có thể mua được quái vật mà. Ok, để mình thử sử dụng cái đôi mắt này để mình mua một cái con quái vật nào đó để xem coi nó có giúp ích được gì không nha các bạn nha. Mọi người để mình xíu, nha. Ok. Hey, sử dụng đôi mắt nha. Chainsawman 50 đô sao? Cũng được đó. Ha, chị mọi người. Chainsawman. Ủa mà làm sao mày chịu hồi được vậy? Mọi người rất là bất ngờ đúng không? Thì xin giới thiệu với anh em nha. Tôi hiện tại đang sở hữu một cái đôi mắt thần có thể triệu hồi được những con quái vật và chúng ta có thể sử dụng tiền để thuê bọn nó giúp việc chúng ta đó. Nghe ghê không? Ê bạn ơi, con Jasmine này nó ngầu quá à. Ê nhưng mà khoan đã, nó là cái lưỡi cưa. Ê, bạn nên dùng cái lưỡi cưa để cắt đôi ra mấy cái xe đấy hả? Ủa làm gì có, mình tính kêu con Chainsawman ra để giúp bọn mình bưng mấy cái xe này. Ủa mà khoan từ, Chainsawman nó là cái con lưỡi cưa mà, thì nó đâu có bưng đồ được. Chẳng lẽ giờ nó dùng cái lưỡi cưa nó cưa mấy xe ra ta, lúc đó mình đền chết luôn á. Ôi không được, vậy giờ sao ta? À đúng rồi, con à, tôi có ý tưởng này, hay là bây giờ bạn triệu hồi con quái vật nó mạnh mạnh xíu xuống bưng mấy cái xe đi nè, được không? Ồ, hợp lý đó, triệu hồi một con quái vật ở đó mạnh mạnh để bưng mấy cái xe này đi hả? Ok, cái này là hợp lý nè các bạn ơi. Chị My thông minh quá. Được rồi, vậy bây giờ mình sẽ thử tìm cái con quái vật khác coi, để coi tìm quái vật khác. Ôi, ủa rồi cái gì ở đây? Hả? Wow, dễ thương nhỉ. Trời ơi, tôi đang muốn kiếm cái con gì đó khỏe mạnh xíu mà tự nhiên bây giờ nó lại xuất hiện cái con rồng gì hình vuông gì nhìn gọi là yếu đuối quá. Bạn đùa mình hả? Ủa có gì đâu đùa, từ từ để mình xem là coi, con này là có giá là 20 đô, rẻ quá. Thôi không sao, để mình đổi qua con khác thử nha bạn nha. Đổi qua con khác. Wow! Trời ơi, cái con gì đây? Ủa cái con này con gì vậy ta? Ủa? Ôi tôi biết con này nè, tôi biết con này tôi gặp con này luôn. Cái con này là con gì vậy? Ui cái mặt, khoan từ, cái con này nhìn cái cánh tay của nó to nha. Con này coi bộ quá là con này nó khỏe nè. Vậy bây giờ tôi sẽ thuê nó nha. Con này giá thuê của nó là 80 đô bạn ơi. Thôi được, ok bấm chữ đồng ý nè. Đồng ý thuê, rồi được rồi. Bang Bang ơi, bây giờ thì cậu
cậu hãy giúp bọn tôi nha, khinh mấy cái xe nè, đem qua bên chỗ này giúp tôi nha, đây ở bên cái bãi đất trống nè. Giúp mọi người ơi, né ra cho Bang Bang hành động đó. Bây giờ con Bang Bang nó sẽ nuốt mấy cái xe xấu đem qua để thả bên đây nè bạn đó. Ghê chưa, nó đang đi nó nuốt mấy cái xe xấu đầu nó sẽ nhả mấy cái xe bên kia đây. Ok bạn Bang Bang ơi, bạn làm nhanh xíu được, bạn chậm quá, làm nhanh xíu giúp mình nha, để bọn mình chạy vào đó. Rồi gần xong rồi nè, hình như là xe qua đây hết rồi, còn có mỗi hai chiếc ở bên đây à. Rồi ok, hay dữ ta. Rồi dẹp qua giúp mình nha bạn Bang Bang. Yeah, xong. Trời ơi, quá là đơn giản luôn. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn Bang Bang nhiều nha. Được rồi, bây giờ bạn có thể biến mất được rồi đó. Rồi, cảm ơn bạn. Ok, thôi được rồi, vậy là bây giờ trường học chúng ta đã được thông thoáng rồi nè. Bây giờ mình đi học thôi mọi người, nhanh lên chạy vô. Chạy vô. Nhanh. Rồi nhanh mọi người ơi, vô lớp nhanh. Trời ơi, chạy vô. Ui trời. May quá, vừa kịp lúc luôn, chưa chạy. Ủa khoan từ từ. Ủa sao mà lớp mình hôm nay tới thui vậy ta? Hả? Ôi. Túi hả? Hình như là cấp điện rồi đó Phong ơi. Yeah, trời ơi, cấp điện rồi. Bỏ về học nữa. Yeah. Trời ơi, cái ông Caron này lười biến ghê á. Trời ơi, sắp thi rồi, không được vậy. Bây giờ ông rồi. Nào á, có cái nào có vật là giúp tụi mình có điện không? Chứ bây giờ kiểu này á, không học là mình bị không điểm đó. Tôi không chịu đâu. Từ từ bình tĩnh để tôi suy nghĩ coi. Bây giờ cúp điện rồi thì bọn mình sẽ không thể nào học bài được, bởi vì trời tối quá. Như vậy thì bọn mình chắc chắn trong kỳ thi sắp tới sẽ bị điểm kém cho mà coi. Để coi có con quái vật nào giúp bọn mình có điện không hả? Từ để mình xem coi. Chịu thôi, con quái vật tiếp theo. Wow, khứa áo trắng thiên thần 100 đô. Trời ơi, cậu. Wow. Ủa mà xí, sao ông lại kêu khứa xanh tới? Cái này là khứa áo trắng bà nội, chứ khứa áo xanh gì. Khứa này là áo trắng mà, nhìn kìa. Tôi biết rồi. Nhưng mà khứa áo trắng này sẽ giúp ích được gì cho bọn mình ta? Để tôi xem coi. Khứa áo trắng, có chứ sao không. Đây, bọn mình thuê khứa áo trắng, và sau đó anh ta là thiên thần mà, anh ta có thể phát ra được ánh sáng, thì mình sẽ nhờ anh ta giúp cho mình tạo được ánh sáng ở trong lớp học để mình học bài đó. Đơn giản. Vậy bây giờ mình sẽ đồng ý thuê nha bạn nha. Ok, bấm vô nút đồng ý thuê. Rồi ok. Anh khứa áo trắng, bây giờ anh có thể nào giúp bọn tôi tạo được ánh sáng được không anh khứa áo trắng? Hả? Ồ, được hả? Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Ok, vậy bây giờ anh tạo đi. Wow, anh ta đang xoay hình tròn kìa. Wow, sáng lên rồi nè mọi người, sáng lên rồi nè. Wow, mọi người nhìn nè, phòng của bọn mình bây giờ là sáng bừng luôn nè mọi người. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ thì anh đứng ở đây anh che cái bảng là sao bọn em học bài được, cho nên là anh đi vô trong đây nè. Đây, anh nhìn nè, ở chỗ này nó có cây cột nè. Anh đứng lên trên cây cột để giống kiểu cái bóng đèn á, anh sao anh xoay vòng tròn cho bọn em nha. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Anh leo lên đi anh. Anh leo lên đi. Đó, rồi đúng rồi. Anh xoay vòng tròn đi. Đó, rồi sáng quá. Nhìn anh áo trắng nhìn đi hệt như cái bóng đèn á, bạn đang xem tròn nè. Rồi cảm ơn anh. Rồi bây giờ mọi người học bài tiếp thôi. Yeah, học mọi người ơi, sắp tới thi rồi, cố lên. Vô học thôi. 1 cộng 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 4 là 8, 8 với 8 là 100. Rồi xong. Cuối cùng cũng học xong rồi. Hay không biết là sau khi học xong mấy cái môn toán này rồi thì chúng ta sẽ học tới môn gì nữa ta? Sam ơi, môn tiếp theo mình sẽ học là môn gì vậy? Môn tiếp theo hả? Hình như là thể dục á. Thể dục hả? Trời ơi, tôi thích tập thể dục lắm, tôi thích chạy bộ nha. Ok, được rồi. Tôi học xong rồi đó. Sammy học xong chưa? Tôi mới xong luôn nè. Đó. Mới xong hả? Vậy bây giờ bọn mình đi ra ngoài để đi tập thể dục đi. Ok, còn Sim với lại Kai sao rồi? Học bài xong chưa? 2 + 2 = 4. Rồi ok. Vừa mới xong luôn nè bạn ơi. Xong luôn hả? Sim sao? Tôi cũng xong rồi nè. Xong luôn hả? Rồi ok, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài để học tiết thể dục nào. Hey, mấy bạn nhỏ cũng nên nhớ là hãy tập thể dục thể thao thường xuyên để có sức khỏe tốt hơn nha. Rồi ok. Anh khứa áo trắng ơi, bây giờ thì bọn em là xong rồi đó, anh có thể biến mất được rồi đó. Anh khứa áo trắng, anh không cần xoay đâu. Cảm ơn anh. Anh biến mất đi anh. Rồi, anh ấy biến mất rồi nè. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài đi học nào. Đi thôi, thể dục. Hey, lần này á nha là tôi sẽ chơi đá banh nè. Lần trước Kairon chơi đá banh thua tôi á nha Kai. Coi chừng là lần này thua luôn á nha. Ôi, lần này á là mình sẽ phục thù á. Bạn coi chừng á. Trời, phục thù hả? Ok, để coi ai giữ thua thần ta. Ai thua là phải bao chị em Sim Sam uống trà sữa nha. Cái gì nữa được luôn. Tôi sẽ cổ vũ cho ông nha. Trời ơi, cái gì vậy? Oh my god, tại sao
sao cái mà... sân đá banh của chúng ta? Ủa sao kỳ vậy? Tại sao mà cái sân đá banh của bọn mình nó bị mọc cỏ lên tùm lum rồi cây mọc tùm lum vậy? Trời ơi. Này là hết chơi rồi Phong ơi, vậy tôi là... đi về. Mình không có cơ hội để phục thù rồi, mình cay quá. Cay quá. Trời ơi, mình cũng không được chơi đá banh, mình buồn quá. Hây, thiệt luôn á, bây giờ là cách nào để chơi đá banh được đây ta? À, đúng rồi, mình có quái vật mà, tại sao mình lại không nhờ một con quái vật nào đó nha? Đúng rồi, mấy cái cây này nè, bây giờ chỉ cần dẹp qua hết mấy cái cây này là xong thôi chứ có gì đâu đúng không? Ok được rồi, mọi người tránh ra, mọi người tránh ra. Hây, sử dụng đôi mắt quái vật, triệu hồi quái vật tiếp theo. Đây rồi, đây rồi, đây chính là người mình cần đây rồi, Chainsawman. Kiểu này á, dùng Chainsawman này cưa cây là thoải mái luôn, đỡ sợ đúng không? Rồi, bây giờ á, thay vì bây giờ bọn mình phải đi chặt mấy cây này thì mình có thể nhờ Chainsawman. Chainsawman là trên tay của ảnh có mấy cái máy cưa nè, trên đầu cũng có máy cưa nè, ảnh sẽ giúp bọn mình cưa hết mấy cây ở trong cái sân banh này luôn bạn ơi. Mà giá thuê cũng rẻ nữa, có 50 đô hả bạn ơi? Được, ok, vậy anh Chainsawman ơi, em sẽ nhờ anh cưa giùm em mấy cây này nha. Thôi nè, bấm nút thôi nè. Rồi ok, rồi bây giờ anh cưa giúp em mấy cây này đi, anh cưa cưa giúp bọn em với. Ok, xem mà làm gì. Wow, nhìn nó cưa kìa. Kìa đó, rồi ok, cái cây bên này đó anh ơi, cây bên này nè. Đó, rồi cưa luôn, đúng rồi, hay quá anh ơi. Dễ dàng vậy. Nhanh mà, nhanh mà. Bây giờ á, để cho anh Chainsawman đứng ở đây làm việc nha bạn. Còn mình với lại mọi người sẽ đi uống nước hay là uống trà sữa gì đó trong lúc chờ anh Chainsawman làm việc nha. Ok, rồi. Hợp lý. Chăm sự nhờ anh nha anh Chainsawman. Đó, ok, rồi. Thôi bọn mình đi đâu đó đi, tí nữa mình quay lại mọi người ơi. Đây, 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 đây. Khác nữa. Quá là tiện luôn. Nhầm. À trời ơi, từ nãy giờ mình uống được 5 ly trà sữa luôn rồi các bạn ơi. Trà sữa bạc hà nè, trà sữa chuối nè, trà sữa hay là trà sữa cái màu xanh này không biết nữa. Trà sữa nho nè, trà sữa táo nè, tôi uống mấy ly trà sữa. Trời gì mà uống nhiều với các bạn. Trời ơi. Trời ơi, thì trong lúc chờ anh Chainsawman giúp bọn mình cưa hết mấy cây thì tôi uống tí trà sữa thôi để có sức tí nữa còn chơi đá banh hiểu không? Từ từ để qua coi coi. Trời ơi, anh Chainsawman ảnh đã cưa hết tất cả cây ở đây rồi bạn ơi. Quá là xịn luôn anh Chainsawman ơi. Được, được, được. Trời ơi, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Rồi anh cưa xong hình như anh hết điện hay sao? Anh đứng đây luôn rồi. Anh xỉu rồi. Anh nhà anh ơi. Rồi xong cái kiểu này là biết rồi bạn ơi. Anh giỏi bọn mình là bởi vì bọn mình bỏ anh ở đây một mình để cho một mình anh cưa cây chứ anh giỏi anh đứng đây nè. Trời ơi, anh Chainsawman ơi. Anh Chainsawman. Ủa sao đứng yên vậy? Ở đây anh cưa đồng lại nè. Có điện, có điện rồi. Đây, đây, em tặng cho anh thêm ly trà sữa nè. Thôi 5 ly luôn á, tặng anh 5 ly trà sữa. Em uống cũng no rồi á, tặng anh luôn á. Rồi cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ anh phải biến mất được rồi đó. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, anh hiểu. Trời ơi, anh hiểu nhớt được ngoài. Trời ơi, anh Chainsawman anh đổ nhớt ra ngoài đây các bạn ơi. Trời anh ơi, anh lắp lại giúp em đây. Trời ơi, trời. Anh báo quá báo luôn á. Trời ok ok. Ê Phong ơi, mình nói cho nghe nè. Bây giờ cái sân bóng của mình nó cũng sạch sẽ rồi. Nhưng mà giờ mình suy nghĩ lại mình không muốn chơi đá banh đâu. Các bạn muốn chơi gì? Mình muốn chơi trò khác hay là bây giờ bọn mình chơi chạy đua đi. Chạy đua á. Bạn chơi đá banh thua mình rồi cho nên bây giờ bạn muốn chuyển qua cái trò chạy đua đúng không? Nhưng mà quan trọng là bạn dám chơi không? Xin lỗi bạn nha, mình cao 1m8 lận, mình cao hơn bạn nhiều cho nên là cái việc chạy đua là quá đơn giản với mình. Dạ ok, chốt kèo. Trời ơi, okay, biết sao không? Phong á, hồi nãy Phong mới uống 5 ly trà sữa nên là cây chắc chắn là Phong không chạy lại cây đâu. Ui. Chết rồi bạn ơi, hồi nãy tôi mới vừa uống 5 ly trà sữa quên mất cho nên bây giờ tôi không có chạy lại được. Có chắc không vậy? Có chắc là thắng không vậy? Tôi nghi thua có ta. Nhưng mà tôi là con trai, nói được phải làm được. Ông sợ Cairon được không? Cái ông Cairon ổng gay lắm. Cài ổng đi, cứ để Phong, Phong có cách. Ok, okay được rồi. Được, tôi chấp nhận lời đề nghị của Cai, ok chưa? Ok bạn luôn. Thôi được rồi, anh Chainsawman cảm ơn anh nhiều vì đã giúp bọn em nha. Bây giờ anh có thể biến mất được rồi đó. Cảm ơn anh. Bye bye. 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 Bye bye. Trời ơi, anh Chainsawman dễ thương quá. Đứng cưa giúp mình nguyên cái cây nguyên buổi chiều nửa tiếng đồng hồ rồi. Ok được rồi. Cái đó chơi thì chơi. Đi qua đây. Ai sợ gì không? Qua đây. Đi rồi, get go. Cố lên. Mình phải cố, mình phải cố gắng chiến thắng. Dù uống đắp đi trà sữa nhưng mình cũng phải thắng. Tại vì sao? Tại vì bây giờ đã có Sam cổ vũ cho mình rồi. Ok Sammy, tôi sẽ cố gắng. Còn bên này thì Sammy đang cổ vũ cho Cairon. Sam yên tâm, Cai sẽ chiến thắng Phong Cận. Yeah, yeah, yeah. Ok, được, được. Vậy bây giờ luật chơi là thế nào đây Cai? Luật chơi đơn giản thôi. Bây giờ mình với bạn sẽ chạy hết cái vòng sân này. Bọn mình sẽ cùng nhau chạy hết 3 vòng. Người nào là về đích trước thì người đó là chiến thắng thôi. À, chạy hết 3 vòng sân hả? Chơi thì chơi, sợ cái gì? Yeah. Nhưng mà khoan đã. Ờ, sao? Nếu mà ai là người thua, người đó sẽ phải bao một chầu thịt nướng cực kỳ là to luôn. Cái gì? Trời, trời ơi, thịt nướng là đắt tiền lắm á. Rồi, đâu dám chơi không rồ. Chơi thì chơi, mình sợ gì bạn. Yeah. Rồi, chuẩn bị vô nè. Bây giờ Sam team đếm 3, 2, 1 đi. Con, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời
Chạy mình chạy trước nha Phong ơi, mình đi trước nha, tạm biệt, bye bye. Trời ơi, tức quá mà, tôi phải cố gắng chị nhanh hơn. Cái đó đứng lại cho mình. Trời mệt quá. Trời ơi Phong ơi, ủa sao hôm nay bạn chậm quá vậy? Hôm nay nghe nói bạn mét 8 được mà, mét 8 được chị nhanh lắm mà. Kỳ vậy. Chạy trước bạn luôn, chạy qua bạn luôn. Ồ, chạy trước luôn hả? Ồ, ghê ta, ồ, ghê với ta. Cười cái gì mà cười. Bạn có cần ăn miếng đồ gà không để mình tiếp sức các bạn nè. Không có thèm, mình không có thèm, bạn lo mà chạy đi cái chân thua đó. Tức quá. Chết rồi bạn ơi. Hay bây giờ mình hoàn thành cái vòng đầu tiên. Mình chỉ mới chạy được có nửa sân thôi mà bây giờ mình thở hết nổi rồi. Không được, mình phải tìm cái cách gì đó. Mình phải tìm một con quái vật nào đó giúp mình mới được. Từ bây giờ mình phải lẻn vô trong đây nè. Vô đây mà vô đây. Bây giờ mình sẽ triệu hồi ra một con quái vật đó để giúp mình nha. Ok, chui đây. Đóng cửa lại. Bây giờ mình phải tìm ra con quái vật gì vậy ta để triệu hồi thử coi. Hey, đôi mắt quái vật. Hey, triệu hồi quái vật mới. Yeah. Rồi, đã có quái vật tiếp theo. Ủa khoan, từ đây phải quái vật đâu? Ủa cái này là khứa áo xanh mà. Từ, ở trên TikTok anh khứa áo xanh chạy rất là nhiều và chắc chắn anh ta sẽ chạy rất là nhanh. Mình có thể nhờ anh ta giúp cho mình chạy nhanh hơn. Ừ ha, tại sao mình lại quên điều đó ta? Rồi, được rồi, vậy thì bây giờ anh khứa áo xanh ơi, anh có thể nào giúp cho em chạy nhanh hơn được không anh khứa áo xanh? Anh ơi. Hả? Cái gì? Giúp cho cậu chạy nhanh hơn? Cậu triệu hồi tôi ra đây là chỉ để làm cái việc này thôi đó hả? Ôi trời, anh khứa áo xanh biết nói luôn hả? Trời, tính ra là mình triệu hồi biết bao nhiêu quái vật rồi mà không có con nào biết nói hết. À quên, từ anh khứa áo xanh là con người mà, đúng rồi con người nhưng mà chạy nhanh như quái vật thì anh ta cũng biết nói mà quên. À, anh khứa xanh ơi, anh giúp em chạy nhanh hơn đi. Em biết là anh là một người chạy rất là nhanh với lại anh cũng giỏi lắm nhưng mà em chỉ cần nhờ anh giúp em là chạy nhanh hơn thôi, được không anh? Cũng được, nhưng mà ta có một cái điều kiện, đó chính là ta sẽ phải tăng giá thuê lên. Cái gì? Tăng giá thuê? Trời ơi anh ơi, em thuê anh á là anh đã phải trả cho anh 100 đô rồi mà bây giờ anh còn đòi tăng lên thêm nữa, anh tính tăng nhiều? 200 đô ta mới chịu. Cái gì mà 200 đô? Trời, anh khứa xanh này anh tham lam quá. Bây giờ làm sao? Có ý định không? Được. Tính ra là 200 đô mà một chầu thịt nướng thì đến tận 10.000 đô lận rồi. Chầu thịt nướng là 10.000 đô lận cho nên là thôi được rồi. Ok, 200 đô được. Rồi ok, em đồng ý thôi anh. Ok chưa? Được rồi, bây giờ tôi sẽ nhập vào người cậu. 3 2 1 à? Ôi trời ơi mấy bạn ơi, anh khứa áo xanh đã nhập vô người mình rồi. Bây giờ tự nhiên mình có cái chân dài y hệt như anh khứa áo xanh luôn đó bạn. Trời, cái chân mình nó vừa dài mà nó vừa nhỏ nữa. Trời ơi là trời. Ủa mà khoan, từ mình có chạy nhanh hơn không ta, thử coi. Ui wow, trời, cái gì mà chạy nhanh vậy? Ui rồi xong, nhảy sao mà nhảy xuống hồ bơi luôn bạn ơi. Trời. Wow, được, cái này hợp lý nè. Rồi thôi, giục luôn cái đùi gà của Kaidon luôn, nãy Kaidon cho mình nè. Ok, bây giờ mình sẽ mở cửa ra để coi Kaidon chạy đến đâu rồi. Ôi, hơi, vòng thứ hai đã xong, còn vòng cuối rồi. Vòng thứ hai là sao? Được, bây giờ hãy xem sức mạnh của mình đấy bạn ơi. Sức mạnh cơ xanh. Một vòng rồi, hai vòng rồi. Ủa, đây là Phong mà. Ủa, cái gì vậy? Cái gì vừa mới xuất hiện vậy trời? Ủa, đây là Phong Cận hả? Yeah. Sam ơi, Sam thấy Phong sao? Hay không sao? Yeah. Wow, đúng là bro Phong ơi, ông chạy 3 vòng trong một nốt nhạc luôn. Trời ơi, tôi giỏi mà cha như Kaidon chạy chậm như con rùa vậy đó. Hồi nãy bạn chạy chậm lắm mà sao giờ bị chỉ danh vậy? Bây giờ á, mình không chỉ là chạy nhanh đâu nha, mà mình còn chạy cực kỳ nhanh luôn, y như Flash luôn, bạn coi lại nè. Trời ơi, chị ơi, Kai thất bại rồi, Kai mất một chầu thịt nướng cho Phong. Sao, có lên mà. Xin chia buồn. Vậy là có như Kaidon đã thua một chầu thịt bò. Buồn quá. Kai ơi, thịt bò phải là bò Cô Bê nha, chứ bò thường tôi không ăn đâu nha. quá đã luôn. La 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 la
hồi quái vật này của mình. Mà bây giờ á, nguyên một ngày hôm nay á, tất cả mọi thứ đều được giải quyết trong vòng một nốt nhạc hết. Chỉ có điều là hơi tốn tiền thôi. Thôi mấy con quái vật này đắt quá trời quá đất luôn á. Nhưng mà thôi, dù gì thì cái đôi mắt này cũng khá là đặc biệt. Không biết là ngày mai á, khi mà mình tỉnh dậy thì đôi mắt tiếp theo của mình sẽ là đôi mắt gì đây. Mấy bạn hãy thử đoán cho mình thử xem coi đôi mắt ngày mai của mình sẽ là đôi mắt gì nha các bạn nha. Ê, nhưng mà bây giờ thì mình chỉ mới học xong có tiết học buổi sáng thôi. Còn tiết học buổi chiều
chiều nữa. Nhưng mà mình nghĩ rằng là video này cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình sẽ để tiết học buổi chiều cho video tiếp theo nha. Thì video tiếp theo mình sẽ vẫn làm về đôi mắt triệu hồi quái vật này. Thì bạn muốn tập sau mình sẽ triệu hồi những con quái vật nào bằng đôi mắt này, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Rồi thôi mình đi về đây. Ok, nhớ đón xem phần 2 nha. Bye bye.